thưa quý vị người mẹ già hy sinh suốt đời lam lũ để nuôi các con ăn học thành tài đến khi các con giàu có thì người mẹ già nhận được về những người con của mình những thứ gì và con cái đều là những người con bất hiếu trong câu chuyện này tôi mong rằng quý vị lắng nghe để chia sẻ bình luận về câu chuyện đau lòng đối với một người mẹ già và sau đây kính mời quý vị lắng nghe và theo dõi. Mẹ chết rồi quấn chiếu cũng được. Chỉ cần các con chôn được mẹ xuống đất là mẹ cảm ơn các con lắm rồi. Bà bảy lấy chồng năm 18 tuổi. Sau khi lấy chồng Bà xin liền cho ông một lúc năm người con Cuộc sống cái thời xưa ấy bà kể khổ, khổ lắm Nhưng cho dù có phải nhịn đói, có phải vất vả đến cỡ nào Ông bà cũng không bao giờ để các con mình phải lâm vào tình cảnh đói khát Ông bà không có điều kiện Nhưng những thứ gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho con cái Thế rồi ông lên đường đi theo tiếng gọi của tổ quốc bà ở nhà lại tần tảo một mình một thân nuôi năm người con khôn lớn trưởng thành phụng dưỡng bố mẹ hai bên nhiều lúc người ta nghĩ không biết trong cơ thể nhỏ bé kia ẩn chứa sức mạnh gì mà bà có thể có nghị lực và phi thường đến như vậy và rồi cái tin xét đánh ập đến cho bà ông đã hy sinh thân mình cho tổ quốc bà khóc hết nước mắt ngây ngô như người mất hồn nhưng rồi nhìn đàn con nheo nhóc nhìn bố mẹ già yếu bà nén lại nỗi đau tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên vì con và cũng là vì ông những tháng ngày đó với bà thực sự vô cùng khổ cực một thân một mình giữa cái thời loạn lạc một nách năm đứa con nhưng trên môi bà lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ ai cũng nói rồi sau này năm đứa con thay nhau báo hiếu bà sẽ tha hồ mà hưởng phúc nhưng sự đợi có ai ngờ đâu con cái bà khôn lớn trưởng thành đều có gia đình đầy đủ thì bắt đầu thay đổi chúng không còn là những đứa con bé bỏng được bà nâng niu trong vòng tay ngày nào nữa giờ chúng đã lớn đã có thể tự lo cho mình bà vui vì điều ấy nhưng bà cũng lo lắm. Lo vì càng ngày, bà càng nhận ra các con cái không ai còn muốn sống bên cạnh bà. Thậm chí chúng còn coi bà là gánh nặng. Nghe con cái cãi vã nhau về chuyện xem ai nuôi bà, mà bà rớt nước mắt. Các cụ nói chẳng sai. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển. Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Nuốt nước mắt vào trong, bà bỏ về quê sống không muốn chứng kiến thêm những cảnh đau lòng ấy nữa bà thấy trái tim tan nát khi các con cái bà đều đồng tình ủng hộ rồi bà đổ bệnh nặng lắm nhưng nhất quyết không gọi cho các con cái về bà sợ làm phiền đến chúng nhìn thân già lận lội xương gió cả đời nuôi con khôn lớn để rồi đến ngày tháng cuối đời chỉ có một thân một mình mà chẳng ai cầm được nước mắt cho đến khi thấy bà khó mà cầm cự được nữa hàng xóm láng giềng mới gọi điện báo tin cho các con bà về cứ tưởng về nhìn thấy bà trong tình cảnh ấy các con bà sẽ động lòng trắc ẩn thay đổi suy nghĩ ngờ đâu mẹ kiểu này chắc không sống được bao lâu nữa chúng ta nên sớm lo đến chuyện ma chay đi người con gái cả của bà nói mẹ chẳng có tiền tiết kiệm đâu nên chắc tiền mua quan tài phải do chúng ta chi người con trai thứ hai nói ai là con trai thì người đó phải lo cho mẹ cô con gái thứ ba nói lời câu thứ ba có vẻ được ba người con gái của bà ủng hộ lắm nhưng hai người con trai thì sao có thể chấp nhận vậy là chúng cãi nhau om tỏi cả một căn nhà nhỏ chỉ vì chuyện ai bỏ tiền mua quan tài cho bà Nằm ở đó Bà Bảy chỉ muốn tắt thở mà chết luôn đi Để không phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy Rồi bà thiêu thao trong đau đớn Mẹ chết rồi quấn chiếu cũng được Chỉ cần các con chôn được mẹ xuống đất Là mẹ cảm ơn các con lắm rồi Câu nói của bà Khiến cả không gian im ỏi bộc chốc im bặt. Các con bà đang cãi nhau tí toét Cũng ngưng lời Chẳng ai bảo ai cúi gầm mặt xuống Câu nói của bà Bảy đã khiến tất cả những người con của bà cảm thấy xấu hổ Có lẽ họ không bao giờ nghĩ rằng bà lại có thể tự mình thốt ra những lời đau đớn ấy Rồi chẳng ai bảo ai Mỗi người chọn một góc ngồi sụp xuống Ký ức ngày xưa ủa về Hình ảnh bà quàng chiếc áo tơi rách Chiếc nón tả tơi đi làm đồng về Rồi lại tất bật chui ngay vào bếp luộc vội mấy củ khoai kịp cho bữa chiều khiến nước mắt của ai cũng vô thức rơi xuống làm con xin đừng làm cha mẹ khóc cho dù là khi cha mẹ còn sống hay khi đã khuất núi rồi vâng thưa quý vị các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc và cay đắng cho một người mẹ già một mình tần tạo mấy chục năm trời để nuôi con năm đứa con khôn lớn trưởng thành hai trai ba gái đứa nào cũng có gia đình đàng hoàng vậy mà lúc giàu có tưởng là người mẹ già được năm đứa con là phụng dưỡng sung sướng đàng hoàng ai ngờ đâu chúng hất hồi bà để một mình bà phải về quê sống và đến ngày bà hấp hối bọn chúng còn về nhà cãi nhau về cái chuyện ai đứng ra lo tang sự lo mua chiếc hòm cho mẹ câu chuyện quá đau lòng tôi đọc mà tôi thấy quá ức chế và cảm xúc rất là mạnh đối với những người con quá bất hiếu như thế này quý vị và các bạn ạ à, và tôi cũng mong quý vị lắng nghe chia sẻ về câu chuyện đau lòng này và tôi cũng rất chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian dài vừa qua lúc nào cũng luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi và tôi có cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video chất lượng hơn và cập nhật những thông tin nóng hay nhanh nhất để gửi tới phục vụ cho các bạn gần xa đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt